Báo cáo kết quả về hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo của Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục Đào tạo năm học 2022-2023, Mỹ đã đón 22.000 sinh viên Việt Nam, tăng 5,7% so với năm học trước. Việt Nam nằm trong top 5 về số lượng du học sinh ở nước này. Một trong những khó khăn lớn nhất của sinh viên du học là vấn đề thích nghi với môi trường mới. Để chuẩn bị tốt cho việc học ở nước ngoài, sinh viên dần tìm đến các chuyên gia và tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực du học để tư vấn và hướng dẫn các kỹ năng cần thiết. Chúng tôi là đơn vị đầu tiên kêu gọi được hệ thống trường Maricopa County Community College District. Hệ thống này bao gồm 10 trường, họ đồng ý dạy live online chương trình ESL cho học sinh sinh viên Việt Nam. Đây là một cái bước ngoặt rất là to lớn cho học sinh sinh viên Việt Nam, bởi vì các bạn sẽ được học đúng chương trình của hệ thống giáo dục Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp tư vấn du học như ICS có thể hỗ trợ sinh viên trong việc tìm kiếm chỗ ở, cung cấp các dịch vụ di trú, quá trình xin visa và giấy phép. Những nỗ lực này giúp sinh viên có trải nghiệm du học an toàn và thuận tiện hơn. Số lượng sinh viên mong muốn đi ra thế giới để mở mang tri thức ngày càng tăng, kèm với đó là nhu cầu hỗ trợ về sự chuẩn bị và khả năng hòa nhập trong ngôn ngữ, văn hóa, tài chính và cuộc sống ở nước ngoài. Vai trò của các doanh nghiệp trong việc kết nối các trường ở nước ngoài là rất quan trọng, giúp sinh viên vượt qua những khó khăn và tận hưởng những năm tháng du học đáng nhớ và thành công.